Vâng, Glo xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip em Minh xin phép thanh lý hàng cho khách hàng. Thì hôm kia thì em cũng có quay một lô loa GM các biết rồi, hôm kia. Về tổng cộng là gần 40 đôi thì Hiếu Minh đã bán hết sạch. Thì trong hôm nay là cuối lô rồi. Cuối lô thì em bán lộc lá cho anh em nhá, trong đó có hai đôi đẹp xuất sắc ạ. Thì có biết thì hàng bãi thì hàng đẹp, bán hàng đẹp thì giá hàng đẹp. Đẹp xuất sắc em vệ sinh rồi, còn những chiếc này chưa vệ sinh như này thì lấy rẻ lau là hết này. Thì trong đó có em thanh lý cho anh em là tổng cộng 5 đôi. Hai đôi đẹp xuất sắc này để cho hết lô này. Và hai đôi nữa là do thùng nó bể nhá. Vẫn chuyển về thùng bể này. Thùng bể thì em thanh lý là nó đẹp zin hết. Nhưng mỗi tội thùng bể tí về anh em vệ sinh tự mông má một tí, dù em có mông má thì nó vẫn hơi lộ một tí, nên là em bán cho anh em rẻ thôi. Được chưa? Đây nó bẩn đâu nhá, về đánh là hết. Về các bác giỏ keo đây là mới mài đi tí. Đấy, tại vì là dù kể em có mông lại đi chăng nữa thì cái này thì nó vẫn tạo vết, nên là em bán rẻ cho anh em hai đôi. Thành ơi Thành, CC dịch ra theo đôi đi. Đánh theo cặp nhá. Đánh theo cặp đi, không em bán lại rồi đến chiều các ông đóng nhầm của các anh em, các bác rồi này ấy. Thôi bảo Hiếu Minh lại quay một đường ông bán cho bác ấy một lẻo chết. Em vừa đánh số, nên là tí là đóng số nào đúng số đấy. Xê dịch ra tí nữa đi, xê dịch nữa đi. Dịch ra đây này. Cái đôi trước kia vào đây. Cái trước ngoài đấy vào đây này. Ừ. Còn cái đôi này đôi bị thiếu bát này. Thiếu bát thì mình bán thanh lý. Đôi thiếu bát. Riêng đôi này bị thiếu một chiếc bát, thành đoán thanh lý cho các anh em. Về anh em nắp một cái bát vào. Còn đôi hai đôi này là bị bể thùng. Chú luôn nhanh trí rồi cho cái bút vào đây. Ghi vào chú đây. Hai đôi đẹp thì không phải ghi số, chỉ ghi mấy cái đôi số này thôi. Quên mất em chưa chuẩn bị, quay thực tế luôn. Dọn cho hết lô các bạn. Chưa. Đấy số 1 luôn, mé đấy số 11 nào. Thành ghi đỡ cho chú. Cắt đỡ. 11, 22, 33. Còn đôi 2 thôi này, đẹp xuất sắc rồi không nói. Hàng đẹp thì báo cáo luôn nha các bác nhá. Hàng đẹp thì hôm trước em bán là giá là 6 triệu rưỡi đã rẻ lắm rồi. Bình thường em bán là 7 triệu rưỡi. Thì trong clip này em mình bán cho anh em này. Nhanh tay nhá. 5.800.000 đồng. SG súng bát chép của Vita. Phân tần nó có lọc nguồn này các bác này. Nó chất như nước cất luôn. Giá quá tốt, giá này giá cho thợ luôn nhá. Đấy, đọc giá là các biết rồi, 5.800.000 đồng. Quả phân tần cực kỳ ngầu luôn. Bát tép neo nhá. Mình xóa xoáy cho anh cái tép ra cái anh em. Xoáy cho một cái tép ra cái. Xoáy cho cái tép ra cái. Hai đôi này nhá các bác nhá. Để em zoom lại này. Mỗi hai đôi này này là zin xịn hết, zin xịn đẹp hết nhá, bát đẹp hết này. Còn cái này thì mà nó chỉ hơi chạm vào nó chỉ hơi bị nó này, cái này không tính, vẫn là đẹp xuất sắc rồi. Thì cái này bẩn thôi không tính. Cái này tí vệ sinh cho anh em được. Đây là xem sẽ quay từng trạng thái nó bị bể thùng chỗ nào em quay cho anh em rõ luôn. Súng chép neo, chép session, chép bát session. Chất như nước cất thôi nhá. 5.800.000 đôi. Hết hàng rồi, còn đúng 2 đôi. 40 đôi bán trong 2 ngày. 40 đôi bán trong 2 ngày thì còn có 5 đôi này thì trong đó 3 đôi bị bể thùng, 1 đôi thiếu bát thì bán cho anh em nhé. 5.800.000 đồng một đôi. Zin xịn đẹp, giá trên em mình chào bán tại cửa hàng. Duy nhất thì chưa đây các bác mua nhà em rồi, nhưng các bác thông cảm là đây nó hết rồi thì em bán lộc cho anh em thôi. Nghe rẻ hơn đến cả và hơn triệu rồi. Đấy. Và đây, đôi số 3 chú lùn nó lắc cho cái. Chép thì các bác xem rồi nhá, vì là em hàng ba em thì mình bao zin mà. Tiến đâu cứ mở cho anh một con ra xem là mở đây. Con này này, đôi số 3 thì nó bị móp đây này. Hôm qua cứ nghĩ là đẹp, nó chảy ít đây thì mình định đánh để vệ sinh. Thì nó móp đây. Đây mở con này này. Đây nhá, con số 3 thì đây một đôi số 3 bị một móp đây nhá. Ok chưa? Nhấc cho cái này lên. Đấy, thấy chưa? Vẫn chuyển về đấy. Đôi này em Hiếu Minh bán với mức giá là 4.800.000 đồng. Các bác nhá. Về các bác tự vệ sinh nhá. Em nói luôn vì giá rẻ lắm rồi. Có mỗi bị thùng thôi. Thùng nó bị bể tí thôi. Đấy, bán rẻ thôi. 4.800.000 đồng. Đôi số 3 4.800.000 đồng. Chả phải ghi giá đâu. Ghi số tí khéo rơi của trẻ cháu. 4.800.000 nhá. Đấy mở cho các bác xem một bát. Những đôi này là đẹp hết. Chỉ có mỗi là thùng thôi. Em nói quay rõ trạng thái rồi. Đấy, chất như nước cất nhá.
chép này, mời anh chép này. Bad session này. Trong này tiếng rất là hay luôn. Trong bát 25 là không có đối thủ luôn. RM là không có đối thủ trong bát 25 nhá. Ở phân khúc tầm độ chục hơn chục triệu trở về không có đôi bát 25 ăn được con RM này. Thằng đi 100% luôn. Tiếng rất hay. Tép tơi. Bát nó mềm. Đấy, chép neo nhá. Đôi số 2 ạ. Đôi số 2 cũng đẹp, zin hết, bao zin hết. Chỉ có đây này, thùng này. Có đây sao? Thùng tụi nào nhỉ? Sao đẹp đây? Adidas à? Đấy, vận chuyển này. Về các bác nhá. Cái riêng giá này em bán ấy cũng 4.8 triệu. Em báo cáo bác em bán ấy là em không bị, em không mông cho anh em. Nói thẳng luôn, không mông. Vì mông bây giờ thì keo là keo em 2 mông rồi để công mài vừa phun sơn trước các bác em không làm cái này. Vì em đán đây bán rẻ lắm rồi. Về anh em tự mò mông má một tí nhá. Bỏ công ra một tí. Bán này bán cho cờ về anh em thợ công thì các bác có công luôn. Đôi số 2 nhá. Rồi. Con kia. Đấy, mỗi chỗ này. Đôi số 2. Mỗi chỗ này. Đấy, đấy rất ít cho anh em. 4.800.000 đồng nhá. Và đôi số 1. Đôi số 1 thì này là một chiếc mà không có che bát nha bác nhá. Thì bị cái chở bị gãy này bác này. Nói chung cái này bác gần như cái bộ riêng đôi số 1 này các bác sẽ không được có chở đâu nhá. Tất cả đôi này sẽ có chở hết, có chở hết, nhưng đôi này là cái chở lọc không có, nó vẫn chạy bình thường. Cái chở lọc thôi, không có, vẫn chạy bình thường. Phân tần thì cực kỳ gấu rồi. Đôi này nhưng các chắc con em bán này bán dã linh kiện luôn này. Đây này nó gãy này. Để em nhặt ra này. Vậy là các bác coi như không có chở nhá. Em nói rõ luôn vì các bác thì nó gãy này rồi về cũng chả hàn được. Gãy vố cái chân bên trong, nó gãy bên ngoài thì em hàn cho, gãy trong chân trong bỏ. Đấy, cho nó dễ hiểu. Nó không liên quan gì đâu các bạn. Đấy, coi như bỏ luôn. Thì vẫn đánh như bình thường, các bác mua cái phân tần cực kỳ gầu ngầu nói. Chép zin nhá, đôi này này. Một chiếc không có bát ạ, một chiếc không có bát. Một chiếc thì bát nó bị vận chuyển về số từ các bác này. Chú luôn hé vào chào đi. Về anh em gắn nhá, mang ra thợ gắn cho. Đấy, bung bung này, bung từ này. Nhà xô này về côn vẫn zin nhá. Mang ra thợ người ta gắn cho, người ta gắn keo vào đây cái này chạy bình thường luôn. Đấy nhá. Mỗi vậy thôi. Vẫn hoạt động ok, chẳng qua là bây giờ là bị hơi bung từ này này. Đấy. Mà côn vẫn zin, bác nhìn côn chưa cháy này. Đấy. Đấy giúp em cái đấy. Chép zin, chép cho hoạt động bình thường. Mở anh ấy chép với. Đôi riêng đôi số 1 này em mình bán này, đọc giá này. À, cái đôi này bị vỡ à? À đôi này bị vỡ này, sắt đây này. Để quay nguyên trạng thái nhá, sắt đây này. Anh nhờ cái đó. Chiếc này sắt đây này. Nhà thùng vỡ vỡ nhá. Em bán này bán giá trị của phân tần với cả chép thôi. Thì một cặp chép này rất là đắt. Em bán nó 2 triệu đồng. Đấy nhá, 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Nhưng quan trọng là chép zin hoạt động bình thường nhá. Bát thì bị số từ, một chiếc bát về anh em này 2 triệu đồng về, các bác có cả căng đầy đủ nhá bác nhá, lưu ý căng đầy đủ. Về bác chỉ tốn thêm tiền mua cái bát nữa vào đây là chạy thôi, được chưa? Có căng. Có căng đầy đủ bác nhá, có căng đầy đủ. Các bác chỉ cần mua một chiếc bát nắp vào đây và một chiếc này. Đưa đây bỏ cháu. Một chiếc này thì các bác về mang ra thợ xử lý cho cháu em. Đấy. Có tép trước chạy ok ngon hết, tép zin nhá. Tép zin luôn. Phân tần zin nhá, còn đang gọi là cái chở nó bị rụng này. Nó thật là em cũng dồn vào một cái nó bị rụng, một cái hai cái thì em dồn nó vào. Đấy chia sẻ luôn, nhưng mà giá này giá dồn rồi, có 2 triệu bạc. 2 triệu bác nhá. 2 triệu đồng. Đấy, ngắn gọn thế thôi. Bao thì em nói rõ tình trạng rồi. Thông báo anh em trên kênh, anh em có nhu cầu nhanh tay nhá. Hết lô luôn.